Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu chúng ta đây là hai cái máy bục chỉ chơi xúc xích. Hai cái này đều sử dụng điện. Cái này đều của công nghệ thực phẩm HTH bán. Cái này giá 2,2 triệu và cái này giá 2,5 triệu, nó hơn nhau 300 ngàn. Chúng ta thấy rằng nhìn cái này thì bên ngoài nó chắc chắn hơn, nó dày hơn, cái này thì nó mỏng hơn. Cái bản này nó cũng nhỏ hơn, cái này thì nó to, nó dày, nó rất chắc chắn. Nó đều trang bị chúng ta motor. Cho nên hôm nay tôi muốn chúng ta so sánh. Cái này nó hơn 300 thì nó trông mới chắc chắn. Từ quần ốc một. Cho nên là nhiều khách hàng thắc mắc tại sao với 2,2 triệu, có người thì bảo là bán 2,5 triệu. Hôm nay tôi làm cái video để chúng ta tận mắt chúng ta so sánh. Nếu mà chúng ta có nhu cầu dùng máy nào thì các bạn có thể đặt hàng. Xin cảm ơn. Đây đầu tiên là cắm điện một nguồn. Sau đấy dây, đúng rồi, dây để gì là được rồi. Trước khi làm thì ta chụp cái gì nó rộng, nó rộng ra, nó thẳng, xúc xích nó thẳng để nó kéo cho nó dễ, nó không bị rối. Để vô trong đất, đừng để ra ngoài bẩn. Rồi. Cái giờ đây là nghĩa thời gian thì anh nhờ. Cái giờ là đua căn xúc xích, tức là đây ngắn hay dài, kéo lại đi. Coi đây là cái nút đầu tiên. Chúc bàn đạp bê đan. Bỏ vào trong. Bắt đầu đạp nào. Đạp nhẹ nào. Mà cái ni buộc vô chưa? Đây, vô đây. Luồn rồi qua đây. Luồn qua đây, đây. Luồn qua đây, không, đây. Luồn qua đây, rồi. Giữ lấy cái nì. Giữ lấy cái dây đây. Rồi, đạp đi. Cái, cứ đạp đi. Đạp mạnh. Chặt ra nhỉ. Rồi, thôi. Chín, kéo, đến đây. Nhớ đây là cái gờ này. Mình chưa vặn chặt đây. À, rồi. Đúng cái gờ đấy. Rồi bắt đầu đạp vào kéo. Rồi để đúng cái gờ đây, đúng cái chỉ vào cái gờ nhá. Môi muốn căng lên nữa. Căng kệ kéo tí là thằng căng. Rồi bắt đầu đạp đi. Không đừng có kệ, đạp đi, cứ đạp đi. Rồi kéo căng là kéo mạnh nào. Kéo gì? Kéo rồi, căng rồi, rất là căng rồi, kéo như vậy mới gọi là căng. Rồi bắt đầu đạp. Rồi đúng rồi, kéo căng. Căng cái sợi dây đi là tự nhiên nó căng khác này là chắc này đó. Rồi, đạp. Rồi đúng rồi, thấy rồi, căng cái sợi dây ra. Rồi. Căng lên. Xúc xích, từ. Rồi đúng rồi. Xúc xích nhà em nhá. Chuẩn bị ra mắt nào. Đến. Rồi, đây từ. Rồi. Đạp. Dây nó không căng này. Rồi cứ kệ, đạp đi từ. Lâu lâu thả lỗi một đoạn.
căng rồi, căng lên, cứ từ từ chờ anh chị. Nếu mà muốn cho nó căng thì tao đẩy cái ni lại này. À, hay rồi. Là chạy nhiều quá anh tự ấn trần cái gì rồi. Rồi, rồi căng dần, rồi căng quá, căng quá thì lại nới tới, nới ra. Đây là nút tăng chỉnh căng và trùng. Rồi rồi rồi. Đấy, cứ từ từ là sẽ đẹp. Xúc xích sạch nha.